Vào chiều tối qua, Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc 18 tháng 1 năm 1950, 18 tháng 1 năm 2024 và chào mừng năm mới Giáp Thìn 2024. Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Tổng lãnh sự Trung Quốc Nguyễn Hoa Tường nêu bật ý nghĩa lịch sử của việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc và điểm lại thành quả hợp tác quan trọng giữa hai nước thời gian qua. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất và là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam và là đối tác lớn thứ 17 đầu tư vào thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư vào thành phố gần 303 triệu đô la Mỹ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hợp tác với 8 địa phương của Trung Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng khẳng định, thực tiễn 74 năm qua đã chứng minh quan hệ Việt Trung phát triển ổn định, lành mạnh, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của mỗi nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của Tổng lãnh sự Trung Quốc trong việc kết nối góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác sâu rộng giữa thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam-Trung Quốc nói chung.